Xin chào tất cả quý anh chị, cô bác. Các bác đã bao giờ nhìn thấy cây hoa anh đào Nhật Bản chưa ạ? Thì những bác mà đã đến xứ sở anh đào bên Nhật Bản thì có rất là nhiều loại hoa anh đào, như là hoa anh đào trắng, hoa anh đào hồng. Tuy nhiên thì về Việt Nam mình thì hoa anh đào trắng nó kém phát triển nên là rất là ít khi mà nhà vườn Vũ Tiến nhập về. Đấy, chính vì thế là cái dòng hoa anh đào phớt hồng thì được ưa chuộng hơn và đã trồng ở rất là nhiều nơi tại Việt Nam mình rồi. Và cũng ra hoa cũng rất là nhiều, cũng rất là đẹp. Màu sắc hoa cũng rất là đẹp và phát triển cũng rất là mạnh. Đấy, tuy nhiên là khi mà hàng về như thế này thì nhà vườn Vũ Tiến có một lưu ý là đây là những hàng mà nhà vườn nhập nguyên bầu. Nguyên bầu là như thế nào? Nguyên bầu là những cái bầu như thế này, đã được nuôi, cây đã được nuôi ở trong bầu như thế này. Và bầu nó cũ màu, nó theo thời gian nó đi cùng với cây thì cái cây nó sẽ ổn định và nó khỏe. Các bác có thể để như thế này thì nó cũng vô tư, không ảnh hưởng gì. Hoặc là vận chuyển đi nó không ảnh hưởng gì nhiều. Đấy, chứ không phải là hàng mà đánh ở dưới đất lên thì cây nó sẽ bị chột, bị yếu. Nhưng mà đây là hàng mình nhập nguyên cây, nguyên bầu như thế này về thì nó sẽ rất là khỏe nha các bác nhé. Cây hoa anh đào thì hiện tại nó đang ra răm nụ rất là nhiều, rất là đẹp. Đây, em có thể là tiến lại gần một chút để nói về cái kích thước của cây hoa anh đào. Các bác có thể quan sát thì đây là một gốc cây hoa anh đào. Nó gốc nó khoảng tầm 8 đến 9 phân. Đấy, hàng 8 đến 9 phân. Đấy, nó khá là to đây các bác này. Đấy, và độ thoát thân của cây này là bao nhiêu? Thì các bác có thể quan sát cái độ thoát thân của nó sẽ rơi tầm 1m 2 cho đến 1m rưỡi. Đấy. Đây là cây này thì đã thoát thân khoảng tầm 1m rưỡi này các bác này. Đấy, và chiều cao của cây là nó sẽ rơi vào tầm từ 3m rưỡi cho đến 4m. Đấy. Tán thì là rộng khoảng tầm 1m đến 1m 2. Đấy, bởi vì là cái dòng này nó còn bé, tán nó còn bé. Và đây các bác có thể quan sát đây, cây hoa anh đào thì nó như mùa này thì nó đang là bắt đầu mùa thay lá, nó vàng lá, nó rụng hết thì nó chỉ còn mỗi cái lụ, cái mắt thôi, để mấy nữa nó sẽ ra một lớp hoa. Cái hoa anh đào này thì nó ra hoa vào cái dịp cuối năm và đầu xuân thì nó sẽ ra hoa. Đấy, lúc đấy thì là lá nó sẽ rụng hết. Đấy, còn độc những cái răm mắt lụ như thế này thì nó sẽ lở ra hoa như thế này. Đấy, cái hoa anh đào này thì các bác chơi trồng cái cây này thì rất là đẹp, nó thanh cảnh và nó sang. Đấy, hoa, màu sắc hoa của nó thì em sẽ ghim ở trên bài viết, trên video để cho các bác quan sát. Thì các bác có nhu cầu thì tìm hiểu cái loại hoa anh đào này có thể liên hệ trực tiếp cho nhà vườn Vũ Tiến. Ngoài ra thì nhà vườn cũng có một số cây đường kính khoảng 10 đến 12 phân đường kính gốc. Đấy thì hoặc là 10, có cây đến 10 15 phân thì những cái loại này nó cao, nó to khoảng tầm 4m rưỡi đến 5m, 4m rưỡi. Đấy, bầu nhập nguyên bầu rất là to, rất là nặng. Loại này thì phải cấu, chứ còn người thì bê thì nói chung là cũng phải tầm 5 6 người mới bê được các bác nhá. Đấy. Thì tay tán cây này thì nó to hơn, nó già hơn thì đương nhiên là nó phải đắt tiền hơn. Đấy là chuyện hiển nhiên rồi. Đấy. Các bác có nhu cầu mà trồng sang cái hàng to như thế này thì có thể là liên hệ trực tiếp với Vũ Tiến. Đây các bác quan sát này. Đấy, những hàng to này thì cũng không có nhiều, có 5-7 cây thôi. Còn hàng bé này thì em có nhiều này các bác này. Hàng bé này thì có rất là nhiều, đầy đủ kích thước cho các bác. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em. Có số hotline là 0388 744-666 nhé. Cái hàng này rất là đẹp. Khoảng tầm tháng 11-12 bắt đầu nó sẽ chớm nở hoa. Đấy, dịp Tết là chơi hoa, cái này rất là đẹp. Khi mùa đông lạnh thì cái nụ hoa nó càng to ra. Đấy. Cảm ơn các bác rất là nhiều.
đã quan tâm tới dòng hoa anh đào Nhật Bản, những cây to nhập nguyên bầu như thế này. Thì các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ cho trực tiếp cho Vũ Tiến để em tư vấn cho các bác nhé. Cảm ơn các bác. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.